Chào các bạn, chúng ta tiếp tục với bài 1.16, bài cuối cùng của bài số 2. Để phục vụ cho hội quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời câu hỏi sau. 1. Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người để phiên dịch hội nghị đó? Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch tiếng Anh, bao nhiêu người phiên dịch tiếng Pháp? Chúng ta sẽ quan tâm đến một cái hình ở đây, trang số 18. Đồ ven như thế này, nó có một cái này rất là ngoằng, nhiều bạn sẽ xem hiểu lắm. Đây gì? Tức là số phần tử của cả cục này với nhau này bằng số phần tử của thằng A cộng số phần tử của thằng B trừ đi phân tử giao bởi AB, vì nó lặp lại lần nữa. Thầy có rồi mà lại lặp lại nữa đây. Thầy ấn vào nhau lặp lại chứa đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề bài của chúng ta. Chúng ta hiểu ven nhé. Bài 1.16. Ta có biểu đồ. Cái này là tiếng Pháp này, tiếng Anh, viết tắt nhá, tiếng Anh. Ta có là 35 người. Tiếng Pháp TP, ta có là 30 người. Và ta biết rằng cái phần giao này là 16, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ lấy câu A. Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch hội nghị đó? Chú ý nhé, vì nó hài hòa chung nhau. Thế nó cộng 35 cộng 30 thì sẽ trong đó thì số 16 kể cộng 2 lần. Đó, cái cục này gọi nhau này. Nhưng số 16 ở giữa này, 16 ở giữa thì một lần của thằng 35, một lần của 30. Sau đó trừ đi 16. Thế bằng là 35 4 65 trừ 16 là còn 59 49. Vậy là có 49 người. Câu B dễ rồi. Có bao nhiêu người chỉ dịch được tiếng Anh? Thế giờ đấy, tiếng Anh đây. Có ba tổng 35 người, giảm 16 người chỉ biết tiếng Anh, biết cả hai thứ tiếng, ta có là 35 trừ 16 bằng là 19. 19 người chỉ biết tiếng Anh. Và C, những người nào chỉ biết tiếng Pháp sẽ có 30 trừ 16 bằng 14 người chỉ biết tiếng Pháp, chỉ biết tiếng Anh. Đây là tổng số. Đó là nội dung ta cần chú ý và quan tâm nhất là gì. Ở đây chúng ta học cái này. Tôi nhớ cái này. Lực lượng của A hợp B bằng lực lượng của A là số phần tử của A cộng số phần tử của B trừ đi số phần tử của A giao với B, vì trong này có cả AB có rồi, chúng ta cộng vào thì nó còn dư cái khoản nó đã trùng ở giữa, trùng này, trùng ở giữa, để cắt bớt ra đi để
để tính chính xác là nó có bao nhiêu thằng chung. Hồi quay là chúng ta đã kết thúc cái bài phần tập hợp trong chương 1 ở đây. Chúng ta chuyển sang phần luyện tập, phần bài tập cuối chương 1 trong video tới. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem.